sống chung nhà với mẹ chồng của Ngô Ngọc Hà, bà xã Kim Lý khéo léo thế nào mà được khen con dâu nhà người ta. Trong 3 tháng bố mẹ chồng về Việt Nam, Hồ Ngọc Hà đã thể hiện sự khéo léo và tình cảm của mình từ những hành động nhỏ nhất. Cuối tháng 12/2021, bố mẹ Kim Lý đã bay từ Thụy Điển sang Việt Nam để thăm hai cháu nội Lisa và Leon. Trong thời gian này, ông bà sống chung với gia đình Hồ Ngọc Hà tại nhà riêng của vợ chồng nữ ca sĩ. Mặc dù chỉ ở với nhau trong 3 tháng, nhưng tình cảm của mẹ nàng dâu Hồ Ngọc Hà và bố mẹ chồng đã khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ. Vợ Kim Lý còn thể hiện sự tinh tế khéo léo trong cách ứng xử với bố mẹ chồng qua từng hành động nhỏ nhất, tạo mọi điều kiện để ông bà nội được gần gũi với Lisa và Leon. Khi Lisa và Leon chào đời, cho tới lúc cặp đôi được 1 tuổi, ông bà nội đều ở Thụy Điển, chưa thể gặp trực tiếp cháu lần nào do tình hình dịch bệnh mà chỉ có thể trò chuyện và cuộc gọi video. Vì vậy, nhân dịp ông bà về Việt Nam, Hồ Ngọc Hà đã tạo mọi điều kiện để hai nhóc tỳ Leon và Lisa gần gũi hơn với ông bà nội. Gần như cả ngày và tối, bố mẹ Kim Lý đều ở cạnh các cháu, đẩy xe đưa đi dạo buổi sáng, đọc sách cùng các cháu, chơi đồ hàng cùng cháu. Trong những lúc đó, Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên nhắc các con làm những hành động tình cảm, trò chuyện với ông bà. Nhờ vậy mà chỉ khi mới gặp mặt không lâu, Lisa và Leon đã quấn quýt bên ông bà nội, tổ chức đi du lịch cho đại gia đình. Trong mấy tháng bố mẹ chồng về Việt Nam, Hồ Ngọc Hà cũng tổ chức nhiều chuyến đi du lịch cho cả gia đình như Phú Quốc, Đà Nẵng. Trong những dịp này, nữ ca sĩ không chỉ tranh thủ cho bố mẹ chồng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tại những khu du lịch nổi tiếng, mà còn là lúc hai bên thông gia kết nối tình cảm, gắn bó thân thiết hơn. Hẹn hò riêng với bố mẹ chồng, ngoài những chuyến đi chung với đại gia đình, cũng có lúc Hồ Ngọc Hà và Kim Lý hẹn hò riêng với bố mẹ nam diễn viên. Hồ Ngọc Hà từng vui vẻ khoe buổi tối tại nhà hàng sang trọng cùng bố mẹ chồng, cho thấy sự gần gũi thân thiết đáng ngưỡng mộ. Cách đây không lâu, bố mẹ chồng còn đến tham gia đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà. Trên sân khấu hôm đó, nữ ca sĩ còn kể chuyện: "Hôm nay em kể cho quý vị một câu chuyện con sông quê của em. Em cứ ngỡ là ba má chồng chưa bao giờ đi coi em hát. Ba má về đây cũng gần được 3 tháng rồi, cũng thấy em ăn diện rồi đi hát. Nhưng mà em hát sự kiện nên không thể mời ba má đi coi được. Vậy nên em mới bàn với anh quản lý của em. Mọi ngày mọi người mời mình hát, mình không tự tin lắm nên mình không hát. Hôm nay nhân dịp ba má về, lần đầu tiên ba má đi coi mình Hà một cái show đi, để dù sao đi nữa cũng cho ba má biết mình là ca sĩ, chứ giới thiệu hoài mà chưa bao giờ ông bà đi coi. Thế là có cái lịch ngày hôm nay. Trong một bữa ăn cơm, em với ngồi nói chuyện, dạ thưa ba má, vào ngày đó con sẽ hát bởi vì nhân dịp ba má về. Con hát bởi vì đây cũng là lần đầu tiên ba má về đi coi. Ba bảo, ơ phải là cái chỗ phòng trà đường Bách Tơ lần trước ba má cũng đi coi con hát không nhỉ?" Sau đó nữ ca sĩ ngước lên hàng ghế trên cao có bố mẹ Kim Lý và nói: "Xin lỗi ba má, con vẫn hát những bài thế thôi, không có gì khác cả. Chỉ có điều là khán giả sẽ có khán giả mới và trình bày những ca khúc dù cũ thì cũng là cảm xúc mới." Tình huống đáng yêu này đã phần nào thể hiện được tình cảm mà nàng dâu dành cho bố mẹ chồng, xúc động khi phải chia tay ông bà. Sau 3 tháng hội ngộ, bố mẹ Kim Lý cũng đã đến lúc phải trở về Thụy Điển. Hồ Ngọc Hà đã liên tục chia sẻ những hình ảnh clip của Lisa và Leon ở bên ông bà nội trước khi phải tạm biệt. Nữ ca sĩ bày tỏ sự tiếc nuối vì mới đó mà đã phải chia tay bố mẹ chồng. "Thương ông bà nội, ông bà phải trở về Thụy Điển khi lũ trẻ đang ở độ tuổi đáng yêu vô bờ bến. Chúng ngây thơ và gần gũi, yêu thương những ai yêu thương chúng. Với ông bà, lòng nặng trĩu khi phải xa hai cục vàng. Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Lisa và Leon sẽ sớm qua Thụy Điển vui đùa cùng ông bà nhé," nữ ca sĩ viết. Trong khi đó, mẹ chồng của cô cũng bày tỏ nỗi buồn khi phải tạm biệt hai cháu và các con.